Câu bị động được sử dụng như thế nào? When do we use passive voice? Vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng câu bị động ạ? Trong trường hợp này, thứ nhất chúng ta sẽ dùng câu bị động khi mình muốn nói tới gì ạ? Tới cái tác nhân hành động nhưng mà không được biết tới mình không nhắc tới cái chủ nhân của hành động này. Ví dụ chúng ta muốn nói là my car was stolen last night. Mình không biết ai là người đánh cắp chiếc xe của mình. Vậy the agent is unknown. Mình không biết ai, ai là người gây ra hành động thì chúng ta dùng câu bị động. Trường hợp thứ hai mình muốn nhấn mạnh cho hành động ạ. We want to emphasize the action chứ không phải là the agents, the agent ở đây là gì ạ? cái người gây ra hành động. nhưng ở đây mình muốn nhấn mạnh cho cái hành động. vậy chúng ta nói câu này, the uh, factory was painted during the war. nhà máy đã được sơn sửa lại đúng không ạ? trong quá trình là chiến tranh, trong uh, trong chiến tranh. vậy chúng ta không muốn nói đến chiến tranh ở đây ạ, mình muốn nhấn mạnh vào cái gì ạ? the the action painted. ngoài ra chúng ta sẽ dùng câu bị động khi mình muốn nói gì ạ? muốn nói cái chủ thể và chủ thể ở đây mình đã biết rồi tôi và bạn hai người nói và người nghe đã biết chủ thể là cái chủ thể tức là người giờ gây ra hành động là ai thì mình cũng không cần nhất thiết phải nói đến uh, cái phần uh, câu chủ động chúng ta sẽ nhấn mạnh vào câu bị động đúng không? ví dụ the thief was arrested by the police trong trường hợp này chúng ta thấy là the police cái người gây ra hành động đây đây là gì ạ? cảnh sát cảnh sát đã bắt tên trộm tức là tên trộm đã bị bắt bởi cảnh sát thì tôi và bạn đều biết là trộm sẽ bị bắt là bởi ai cảnh sát thì trong lúc này chúng ta có thể dùng câu bị động và không nhất thiết phải nói tới bài ở đây ạ. Và trường hợp cuối cùng mình dùng câu bị động là gì ạ? Khi chúng tôi không chúng ta không muốn nói đến gì người gây ra hành động là ai. Mặc dù có thể mình biết, trong trường hợp thứ nhất là mình không biết đúng không ạ? Mình sẽ dùng câu bị động. Hoặc trường hợp cuối cùng mình nói là mình có biết nhưng mà mình không muốn đề cập tới. Cô nói ví dụ là a mistake was made. Một cái lỗi lầm đã được bị gây ra đúng không ạ? ở trong trường hợp này chính tôi là người gây ra cái lỗi này nhưng tôi không muốn đề cập tới tôi thì trong trường hợp đấy mình sẽ dùng câu bị động. Và thông thường câu bị động sẽ được dùng trong dạng phân phong như thế nào? chúng ta để xem when do we use passive voice chúng ta chú ý là chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh chị uh, e hoài anh đúng không ạ đây là một mc truyền hình hoặc đây là một tờ tạp chí the guardians của anh này Ngoài ra mình có thờ thời báo việt nam news tức là của thông tấn xã việt nam the new york times của thời báo new york và có thể trên truyền hình đây chúng ta có kênh cnn và bbc chúng thường khi mà mình đọc báo hoặc là xem uh, mc truyền hình nói thì chúng ta thường thấy là người ta sẽ không địch cập tới là gì ạ? Ai gây ra hành động? Và thông thường mình dùng câu bị động khi dùng trong văn phòng là báo chí hoặc thời sự trên truyền hình này. Ngoài ra mình có thể dùng trong các mẫu thông báo và rất là trang trọng khi đưa ra một cái thông báo nào đó và thường là cho công chúng thì chúng ta cũng dùng câu bị động. Và ngoài ra mình có dùng gì ạ? Dạng scientific writing, or technical writing có nghĩa là gì ạ? Chúng ta dùng trong văn phòng báo, viết báo khoa học là một. Các bài viết khoa học các bài nghiên cứu hoặc là trong các chủ đề viết mà mang tính chuyên ngành thì chúng ta không muốn đề cập vào cái chủ thể của hành động thì chúng ta sẽ dùng câu bị động. Vậy à, bị động sẽ được dùng như thế nào trong các thì khác nhau? Chúng ta thử xem ạ. Chúng ta thấy là với cái cấu trúc câu bị động nói chung thì chúng ta sẽ thấy có cái cấu trúc mà như thế này. Chúng ta thấy hai nhân vật Tom and Jerry, đúng không? Tom and Jerry. Vậy trong này cô có ví dụ câu chủ động cô có là Tom chases ch Jerry. Tom vờn Tức là trong trường hợp này Tom là con mèo đó, mèo vườn chuột chẳng hạn. Và Tom chase, chases Jerry. Câu bị động cô có, có như sau ạ: Jerry is chased by Tom. Và chúng ta thấy là trong trường hợp này Tom này chases Jerry, Jerry sẽ đóng vai trò là tân ngữ. Tân ngữ và tân ngữ thường đứng sau động từ. Và tân ngữ Jerry sẽ được chuyển thành gì ạ? Chủ ngữ trong câu bị động. Vậy đây là tân ngữ the object. Và đây sẽ chuyển thành câu và bị động thì Jerry sẽ trở thành chủ ngữ câu bị động và chúng ta thấy có xuất hiện gì ạ à, động từ to be đúng không ạ và chased là động từ chia phân từ hai và để tìm hiểu xem tân ngữ là gì thì thông thường chúng ta làm đặt ra câu hỏi là gì ạ ai hoặc cái gì ngữ câu này là vậy Tom đuổi bắt ai đuổi bắt Jerry hoặc con mèo đuổi bắt cái gì bắt cái gì Đúng rồi, Chúng ta đặt ra câu hỏi là who hoặc là what để tìm được ra tân ngữ. Và thông thường tân ngữ thì đứng đằng sau động từ và động từ này bắt buộc là nội động từ hay ngoại động từ ạ? À? Là một ngoại động từ vì sao? Ngoại động từ là động từ có kèm theo một tân ngữ phía sau. Chúng ta chú ý nhé. Vậy tìm được tân ngữ là đứng sau động từ và động từ này là ngoại động từ. Với câu cấu trúc câu bị động các thì thì chúng ta sẽ xem nó sử dụng như thế nào. À, thứ nhất chúng ta thử xem các thì liên quan đến thời hiện tại hôm trước mình có phân ra các thời như là thời hiện tại này thời quá khứ đúng không và thời tương lai và mỗi một thời ở hiện tại quá khứ tương lai mình có phân chia ra 14 cái thì khác nữa với thời hiện tại các thời liên quan thời hiện tại chúng ta có hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành chúng ta chú ý ở đây ạ chúng ta hầu hết chúng ta thấy là gì ạ khi câu bị động đều có xuất hiện của past participle là quá khứ phân từ và đây ở hiện tại đơn Cấu trúc hiện tại đơn chúng ta chia bị động như nào ạ? Có chủ ngữ đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ chia động từ to be ở hiện tại. Vậy động từ to be ở hiện tại chúng ta có 3 dạng là am, a và is. Với chủ ngữ nào thì đi với is, với am với a thì chắc chắn là chúng ta nắm chắc rồi. Và sau đó chúng ta với cộng với à, quá khứ phân tử đúng không ạ? Gọi là p2 đây ạ, à? phân tử 2. Hiện tại tiếp diễn chúng ta còn nhớ hiện tại tiếp diễn là câu chủ động cấu trúc là gì ạ? Subject đúng không ạ? Cộng với be là hiện tại là am, is a cộng verb in thì câu bị động hiện tại tiếp diễn chúng ta có am, này a này is và thêm being cộng với động từ chia phân từ hai hiện tại hoàn thành ở câu chủ động chúng ta có have hoặc has cộng với động từ chia phân từ hai thì câu bị động chúng ta nhớ là chen gì ạ been vào giữa has have và sau đó là phân từ hai vậy với thời hiện tại như thế này chúng ta nhú chú ý là cấu cái, cái cấu trúc này chắc hẳn là chúng ta đã nắm rất là chắc khi học ở phổ thông rồi à, chúng ta thử xem cái tình huống này ạ uh, this is these these are birds right and they are saying hello and goodbye đây là hai chú chim có thể đang học nói hoặc nói tiếng Anh chẳng hạn con vẹt có thể nó có thể nói được chúng ta có tình huống như thế này English is spoken here English tiếng Anh đúng không ạ? Tiếng Anh là một chủ ngữ không đếm được và nó là danh từ số ít. Vậy khi với danh từ số ít thì chúng ta sẽ dùng is đúng không ạ? Ở hiện tại đấy ạ, is. Sau đó là dụng với phân từ hai và phân từ hai của động từ speak, chúng ta có động từ là spoken, quá khứ là spoke đúng không ạ? Vậy chúng ta dùng English is spoken here, tức là gì ạ? Ở đây mọi người nói tiếng Anh đấy. Vậy chúng ta không muốn nói là ai gây là tạo ra hành động, chúng ta có thể dùng câu bị động trong trường hợp này. Hiện tại đơn này. À, với câu này English is being spoken tiếng Anh đang được nói. Ví dụ chúng ta đang nói tiếng Anh. I am speaking English. It means English is being spoken. Vậy câu bị động của hiện tại tiếp diễn chúng ta có gì ạ? Am is a cộng với being. Vậy chúng ta có being sau đó cộng với phân từ hai. Chúng ta xem hiện tại hoàn thành ví dụ như thế nào ạ? English has been spoken in my country for many years. Tiếng Anh được nói ở nước tôi đã nhiều năm rồi. Vậy cái hành động này xảy ra quá khứ, bắt đầu quá khứ đúng không ạ? Và còn liên quan tới hiện tại. Vậy chúng ta dùng câu hiện tại hoàn thành bị động thì chúng ta chen been giữa have has và phân từ hai. Chúng ta thấy là đây là cách sử dụng câu bị động với các thời liên quan đến thời hiện tại. Với thời quá khứ thì chúng ta thấy như nào? Chúng ta thấy là chúng ta sẽ chuyển động từ to be ở quá khứ như sau. Thay vì dùng am is are ở hiện tại như ví dụ vừa nãy ở hiện tại đúng không ạ? Chúng ta có was và were. Sau đó cũng cộng với phân từ hai và nhớ là với câu bị động thì tất cả chúng ta sẽ cộng với phân từ hai tức là verb 3 trong bảng động từ bất quy tắc thì chúng ta cộng với động từ mở cột số 3. Quá khứ đơn was were và quá khứ tiếp diễn ạ. Hôm trước mình có quá khứ tiếp diễn ở câu chủ động là gì ạ? Were và was cộng với verb in đúng không ạ? Nhưng hôm nay bị động chúng ta có was, were thêm being. Vậy khi mà nói đang làm gì và đang bị động chúng ta thêm being và cộng với phân từ hai. Quá khứ hoàn thành chúng ta có had cộng với been cộng phân từ hai Ví dụ trước chúng ta có hiện tại hoàn thành thì chúng ta có have, has cộng bin cộng phân từ hai Vậy quá khứ hoàn thành chúng ta cũng chỉ thêm gì ạ? Bin và nhớ là bin chen giữa had cộng phân thứ hai Chúng ta cùng nhìn ví dụ ạ. Trong lập này chúng ta thấy là anh ấy đang cố gắng là bảo mọi người đúng không ạ? Hãy mời bạn bè đến đi. Câu này cũng đã nói là I wasn't invited but I went. Tôi đã không được mời nhưng tôi đã tới. Vậy trường hợp này là hành động đã xảy ra quá khứ. Chúng ta dùng was với chủ ngữ là ai ai thì đi với words đúng không ạ? Vậy phủ định chúng ta thêm not và động từ to be. Sau đó phân từ hai của invite chính là invited. Yesterday on the way home, I felt I was being watched. Ngày hôm qua trên đường về nhà, vậy trên đường về nhà tôi đang đi về thì sự việc gì xảy ra? Chúng ta còn nhớ quá khứ tiếp diễn đúng không ạ? với câu chủ động chúng ta mô tả một hành động gì ạ đang xảy ra tại thời điểm nào trong quá khứ vậy hành động này đang xảy ra là gì ạ thời điểm tôi đang đi về nhà thì tôi cảm thấy là tôi đang bị làm sao ạ theo dõi chúng ta có động từ watch ngoài động từ xem xem phim đúng không ạ chúng ta còn có nghĩa là theo dõi giám sát ai đó vậy chúng ta có quá khứ tiếp diễn ạ was were cộng being cộng phân từ hai i felt vì i chúng ta cộng với was tiếp ạ She hadn't been given any new clothes until she went to school. Câu này cũng nói là cô ấy đi học, hành động đi học đã xảy ra ở quá khứ rồi. Vậy hành động trước đó, đúng là hôm trước mình học quá khứ hoàn thành là diễn ra hành động xảy ra trước hành động khác ở quá khứ. Cô ấy không được mặc quần áo mới, tức là gì ạ? Mẹ không mua cho quần áo mới cho tới tận khi đi vào lớp 1, đi học, bắt đầu đi học. Thì cô ấy mới được mua quần áo mới. Vậy hành động từ trước đó, trước khi đi học thì không bao giờ được mua quần áo cả thì chúng ta có quá khứ hoàn thành bị động. Vậy đây là bảng công thức về quá khứ hoàn thành cũng như là các thời liên quan đến thời quá khứ bị động. Chúng ta xem là thời tương lai thì chúng ta sẽ chia như thế nào. Chúng ta thử nhìn bảng sau đây ạ. Với thời tương lai thì chúng ta có tương lai đơn, đúng không ạ? Tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành. Chúng ta thấy động từ tương lai đơn sẽ là will cộng verb ở câu chủ động. Với câu bị động chúng ta chỉ chen be vào với sau đó là cộng phân thứ hai, will be cộng phân thứ hai. Tương lai gần, là một hành động gì ạ đã được lên kế hoạch rất là chắc chắn hoặc được một dự định trong tương lai chúng ta dùng uh, câu chủ động là be going to cộng verb thì câu bị động chúng ta chen be vào giữa be going to và phân thứ hai chúng ta có are uh, is going to be cộng động từ chia phân thứ hai tương lai tiếp diễn chúng ta có câu uh, tương lai tiếp diễn là câu chủ động là will be verbing thì câu bị động chúng ta có will be being cộng phân thứ hai và tương lai hoàn thành chúng ta có gì ạ? Will have phân từ 2 ở câu chủ động Thì câu bị động có will have been cộng phân từ 2 Đấy là khá là giống với cái thời hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành đúng không ạ? Bị động thì chúng ta có chen been và Ở đây là một số cái công thức thì chúng ta thử xem ví dụ Như sau ạ? Câu này cũng muốn nói đến một sự việc là một bữa tiệc Vậy khi mà mình bữa tiệc xảy ra, sắp xảy ra thì chúng ta thấy là Chúng ta sẽ có thể phải mời ai đúng không ạ? Trong câu này cô nói là You'll be told about the party soon bạn sẽ được nói bạn sẽ được thông báo về bữa tiệc sớm thôi vậy xung hành động này sẽ là ở trong tương lai và hành động mà gì ạ không có kế hoạch trước nói cho bạn là bạn sẽ được thông báo thì chúng ta dùng tương lai đơn còn trường hợp này cô nói là who is going to be invited đây là tương lai gần vậy khi đã mời ai thì bao giờ mình cũng lên một danh sách cụ thể đúng không ạ rất là chi tiết thì hành động này đã được lên rồi sắp sẵn rồi thì mình có thể là dùng tương lai gần và câu bị động ạ going to be invited Ví dụ tiếp theo cô có 8 p.m. tonight, the dishes will be will be being washed by my mother. Và lúc 8 giờ tối ngày hôm nay là một thời điểm nào đó trong tương lai, vẫn chưa xảy ra đâu, trong tương lai và thời điểm nào đó là 8 giờ tối. Thì chuyện gì sẽ đang xảy ra là gì ạ? Mẹ tôi đang đang rửa bát đĩa phải thông thường nhà tôi ăn cơm lúc 7 giờ 30 chẳng hạn. Thì ăn xong thì khoảng 8 giờ là mẹ thường rửa bát. Vậy nó là gì? Có người có hỏi là gì thế khoảng 8 giờ thì mẹ bạn đang làm gì? mình sẽ làm gì? Khoảng giảm 8 giờ tối thì mẹ tôi đang rửa bát. Chúng ta cùng câu bị động là The dishes will be being washed by my mother. Vậy chúng ta có tương lai tiếp diễn là will be being cộng với phân từ hai của wash là washed. Và tương lai hoàn thành chúng ta có The project will have been completed before the deadline. Deadline là là đến hạn. Nó nói là cái dự án này sẽ được hoàn thành trước trước thời hạn vậy hiện tại là vẫn chưa hoàn thành đúng không ạ vậy tương lai hoàn thành bị động chúng ta will have been completed đây là một số cái cấu trúc mà liên quan đến thời tương lai vậy ngoài thời hiện tại quá khứ tương lai thì chúng ta cũng phải nhắc tới gì ạ động từ tình thái và sẽ đi câu bị động như thế nào à, chúng ta thử xem là động từ tình thái sẽ được sử dụng như thế nào trong câu bị động các em nhé hôm trước mình học câu câu các câu chủ động với động từ tình thái đúng không ạ chúng ta có động từ tình thái như là gì ạ can ở hiện tại này could ở quá khứ này may ở hiện tại, might ở quá khứ, must ở hiện tại đúng không ạ? Quá khứ chúng ta có had to, vân vân. Vậy với modal verbs, các động từ tình thái ở hiện tại cũng như quá khứ, sang câu bị động chúng ta chỉ chen be vào giữa động từ tình thái và sau đó là thêm phân từ hai. Và chú đặc biệt cái phần này là phần nâng cao này, chúng ta có modals và sau đó là perfect infinitives, tức là gì? Ạ? Nguyên thể hoàn thành và trước nguyên thể hoàn thành chúng ta có các động từ tình thái như là gì ạ? can have done must have done should have done vậy cô nói done ở đây cô biểu tượng cho động từ chia phân thứ hai vậy với dạng động từ tình thái và nguyên thể hoàn thành sang câu bị động chúng ta nhớ chen bin và giữa ngoài ra với các động từ khác như là have to cũng diễn đạt một cái gì ạ một sự việc phải làm gì và giống như là must must thì nó mạnh hơn thì với have to chúng ta cũng dùng với nghĩa là phải làm gì need to cần làm gì Used to tức là gì ạ trước đây từng làm gì. Ought to là nên làm gì, thay thế cho từ should. Với các từ này thì sang bị động chúng ta cũng chen be vào giữa các động từ và chỉ cái nghĩa là phải làm gì, nó cần thiết phải làm gì. Sau đó là phân thứ hai. Chúng ta thử nhìn một số ví dụ sau đây để rõ hơn này. Ví dụ trong câu này cô có ví dụ thứ hai. This letter must have been sent. Hôm trước chính câu này chúng ta có đúng không ạ? Must have, đây là một cái phỏng đoán cho sự việc đã xảy ra ở quá khứ. Vậy khi mà dạng must cộng nguyên thể hoàn thành đúng không? Và đây là bị động thì chúng ta chen bin vào giữa Must have been sent Hoặc câu này This house used to be painted king Ngôi nhà này trước đây từng Và chúng ta nhớ là used to cộng verb Có nghĩa là trước đây từng làm gì và bây giờ không nữa Thì ngôi nhà này trước đây từng được sơn màu hồng Thì bây giờ có thể người ta đã đổi màu hồng thành màu gì ạ Có thể là màu xanh hoặc màu vàng vân vân vậy chúng ta nói một số cái cấu trúc đi đối với động từ tình thái ở đây là một số cái cấu trúc là liên quan đến các thời và các động từ tình thái ở dạng bị động